đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp nhà nước. Thị trường tour du lịch bắt đầu sôi động khi Tết Tân Sửu cận kề. Anh sẽ sớm nộp đơn xin gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương. Kính chào quý vị vừa điểm qua một số thông tin đáng lưu ý có trong bản tin tài chính thị trường hôm nay. Sau đây mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị, trên cơ sở đánh giá các yếu tố ảnh hưởng Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế Xã hội Quốc gia và Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc, gọi tắt là UNDP, dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong trung hạn 2021-2025 có thể đạt mức 6,8% một năm. Đây là dự báo được đưa ra tại Hội thảo Kinh tế Việt Nam trung hạn 2021-2025, xu hướng phục hồi và tăng tốc diễn ra mới đây tại Hà Nội. Trên cơ sở phân tích đánh giá các yếu tố tác động và những điều chỉnh trong trung hạn 2021-2025, Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế Xã hội Quốc gia cập nhật dự báo tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2021-2025 theo hai kịch bản. Kịch bản cơ sở tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khoảng 6,3%. Với giả định các nguy cơ về dịch COVID-19 vẫn thường trực, những giải pháp trợ giúp nền kinh tế của chính phủ mang lại hiệu quả ở mức vừa phải. Kịch bản khả quan tốc độ tăng trưởng gần 6,8% một năm và kinh tế hồi phục ổn định. Thì chúng ta vẫn có những cái động lực tăng trưởng, đặc biệt là từ cái việc thu hút đầu tư nước ngoài, cũng như là cái quá trình mà chúng ta có cái sự dịch chuyển chuỗi từ giá trị từ các nước sang Việt Nam. Và đồng thời là trong cái nền tảng kinh tế của chúng ta giai đoạn 2016-2020, với cái nền tảng kinh tế tăng trưởng rất là tốt thì tạo cái đà cho cái tăng trưởng giai đoạn 2021-2025. Cũng tại hội thảo, các chuyên gia kinh tế đều khuyến nghị một số hàm ý chính sách. Theo đó, cần kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh và giảm thiểu tổn thất do đại dịch gây ra, tiếp tục các biện pháp hỗ trợ kinh tế và an sinh xã hội, đồng thời sớm triển khai các giải pháp kích thích kinh tế hơn. Các cái chính sách của chính phủ trong thời gian tới đều phải tuyệt đối tuân thủ một cái nguyên tắc là mọi cái sự hỗ trợ đều phải công bằng, minh bạch, đặc biệt là không được làm méo mó thị trường và làm cho cái cạnh tranh nó không minh bạch và không bình đẳng. Có thể gọi là những cái chính sách hay biện pháp hỗ trợ của chính phủ thì việc đầu tiên phải đặt cái mục tiêu dài hạn. Trong ngắn hạn, tiếp tục thúc đẩy việc triển khai các dự án đầu tư công và tận dụng các cơ hội mở cửa thị trường khi cơ hội đến từ các hiệp định thương mại tự do để đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu và định hình lại chuỗi cung ứng. Đặc biệt, cần phải nghiên cứu xây dựng các quy định ứng phó tự động cho các trường hợp khẩn cấp để có thể kích hoạt ngay khi có khủng hoảng hay đại dịch hoặc các thảm họa khác xảy ra. Thưa quý vị và các bạn, kết thúc năm 2020 cũng là kết thúc quá trình cổ phần hóa thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp giai đoạn 2016-2020 với nhiều kết quả tích cực. Những điểm sáng trong quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước giai đoạn này có thể nhắc đến như quy mô cổ phần hóa các doanh nghiệp lớn hơn nhiều lần giai đoạn trước, giá trị cổ phần nhà nước bán được đạt nhiều hơn, thoái vốn đạt hiệu quả tốt. Doanh nghiệp nhà nước sau tái cơ cấu đã tập trung nguồn lực hiệu quả hơn vào ngành nghề nhà nước nắm giữ. Theo thống kê của Bộ Tài chính, giai đoạn 2016-2020 đã có 180 doanh nghiệp được phê duyệt phương án cổ phần hóa, với tổng giá trị doanh nghiệp là 489.690 tỷ đồng, trong đó giá trị vốn nhà nước là 233.792 tỷ đồng. Mặc dù số lượng doanh nghiệp cổ phần hóa giai đoạn này đạt khoảng 35% so với giai đoạn 2011-2015, nhưng số vốn tăng gấp 1,2 lần so với giai đoạn trước cho thấy quy mô vốn lớn hơn. Về thoái hóa, dù chúng ta thoái tỷ lệ thấp hơn số lượng, ít hơn so với giai đoạn trước, nhưng số thu về lại cao gấp 1,6 lần. Những con số này là kết quả đáng ghi nhận của quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016-2020. Chúng ta đã tập trung để xử lý tồn tại của giai đoạn trước, đảm bảo là gì? Gắn với cái việc là thị trường, không đầu tư thêm ngân sách vào, không lấy nguồn ngân sách để hỗ trợ trong xử lý khó khăn này. Thể chế tốt, không có lỗ hổng, việc thoái vốn và việc cổ phần hóa cũng đạt được những tiến độ cũng tương đồng với những giai đoạn trước. Theo các chuyên gia kinh tế, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016-2020 được đẩy mạnh và thực chất hơn. Cổ phần hóa thoái vốn đã được thực hiện một cách công khai minh bạch theo cơ chế thị trường, từ đó số lượng doanh nghiệp nhà nước được thu gọn tập trung vào những ngành lĩnh vực then chốt. Do vậy, trong thời điểm đặc biệt khó khăn như năm 2020, khối doanh nghiệp nhà nước đã phát huy được hiệu quả.
cơ cấu đã tập trung hơn vào những lĩnh vực ngành nghề mà nhà nước cần nắm giữ và tập trung mạnh hơn, và đặc biệt trong cái giai đoạn vừa qua khi mà xảy ra cái dịch bệnh Covid-2020 thì cái vai trò của khu vực doanh nghiệp của bốn nhà nước đã khẳng định trong việc đảm bảo cân đối cung cầu, đảm bảo ổn định an sinh xã hội, đảm bảo những cái cân đối lớn của nhà nước. Cái kết quả của việc là chúng ta kiểm soát chặt chẽ hơn cái tiến độ cổ phần hóa để tránh việc là thất thoát cái tài sản của nhà nước do cái vấn đề cổ phần hóa, cũng đồng thời là việc nâng cao cái hiệu quả của các cái doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa. Mục tiêu cổ phần hóa thoái vốn là để nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước nói riêng và hiệu quả của nền kinh tế nói chung. Chính vì vậy, trong thời gian tới, theo Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển Doanh nghiệp sẽ tiếp tục hoàn thiện về mặt thể chế để quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước đạt hiệu quả tốt hơn. Mục tiêu của cơ cấu lại là để hoạt động có hiệu quả. Thế họ có hiệu quả rồi thì chúng ta có thể là đổi mới về mặt mô hình quản trị để nó tốt hơn. Thế còn về nguyên tắc, cái người chủ sở hữu sẽ người biết rằng lúc nào cần ra bán ra là có hiệu quả nhất. Trước thách thức của thời đại mới, cạnh tranh khốc liệt, toàn cầu hóa, tự do hóa thương mại, sự biến động nhanh của thị trường trong nước và quốc tế, việc đẩy mạnh cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước phải kịp thời hơn để đảm bảo vai trò tiên phong và chủ lực đặt ra trong quá trình phát triển của đất nước. Thời điểm này, những năm trước, các doanh nghiệp lữ hành đang bán rất tốt tour du lịch dịp Tết Nguyên đán. Nhiều tour đã khóa sổ. Năm nay, do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp đã tác động không nhỏ đến tâm lý của du khách. Mặc dù vậy, hiện thị trường tour du lịch bắt đầu sôi động khi Tết Tân Sửu cận kề trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam đang được kiểm soát tốt. Tại các đơn vị lữ hành, sức mua tour dịp Tết Tân Sửu đã gia tăng đáng kể trong 2 tuần trở lại đây. Phần lớn du khách đến đặt tour là các gia đình trẻ hoặc đi theo nhóm nhỏ. Tết nhưng giá tour nội địa năm nay giảm từ 15 đến 30% so với Tết năm ngoái. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, du khách chỉ còn lựa chọn duy nhất là du xuân nội địa. Theo đó, các đơn vị lữ hành đã và đang dùng sức nâng chất lượng dịch vụ, tập trung tối đa các nguồn lực để tận dụng và khai thác tiềm năng du lịch trong nước. Những cái thời điểm cùng kỳ năm ngoái, cùng kỳ so với lại dịp trước đây thì chúng tôi là khách du lịch nội địa là vẫn tăng, bởi vì rằng là chúng tôi đã dồn toàn lực vào để phát triển du lịch nội địa, thì cái đó là cái mà chúng ta nhận thấy rằng là chúng ta hoàn toàn có những các cái cơ hội và chúng ta có những các cái điểm sáng, những cái sự lạc quan cũng như là cái yên tâm trong cái việc là phát triển. Hiện lượng khách đặt tour đến một số điểm ở Đông Bắc, Tây Bắc, Tây Nam Bộ và Phú Quốc tăng đột biến so với những địa phương khác. Trong khi đó, một số điểm ở miền Trung vẫn gặp khó cho việc đón khách trở lại sau đợt dịch bùng phát lần thứ hai. Cái xu thế ví dụ khách từ miền Nam đi ra miền Bắc năm nay thì rất là lớn hơn mọi năm. Bởi vì có thể là tôi thấy là ở miền Bắc năm nay là tốt hơn là mọi năm này. Cái giao thông đầu tiên là mình nhìn thấy giao thông rất thuận tiện, rất là tốt. Thứ hai là cung cách phục vụ các dịch vụ cũng tốt nữa, và cái đặc biệt cái giá thành cũng cạnh tranh. Theo các chuyên gia, thị trường du lịch nội địa đã được khởi động khá nhộn nhịp từ dịp lễ Giáng sinh, Tết Dương lịch vừa qua, với công suất đặt phòng đạt từ 90 đến 100% tại nhiều điểm đến nổi tiếng. Những diễn biến khởi sắc đó cho thấy hiệu quả của các chính sách kích cầu quyết liệt của các địa phương và sự nhập cuộc tích cực của các doanh nghiệp du lịch. Và mùa du lịch Tết Tân Sửu tới được xem là cú hích quan trọng để ngành du lịch Việt phục hồi sau hai đợt dịch. Hơn 350 triệu người dân tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang rơi vào cảnh nghèo đói do đại dịch COVID-19, khiến nhiều người thất nghiệp và giá lương thực tăng cao. Thưa quý vị, đây là cảnh báo do 4 cơ quan Liên Hiệp Quốc đưa ra trong một báo cáo mới công bố. Theo báo cáo, đại dịch COVID-19 đã khiến 1,9 tỷ người gặp khó khăn trong việc đảm bảo chế độ ăn uống lành mạnh. Ước tính có gần 690 triệu người trên toàn cầu bị suy dinh dưỡng, và hơn một nửa trong số này ở các nước châu Á. Một trong các tác nhân chính dẫn tới tình trạng này là nguồn cung lương thực cũng như giá cả leo thang. Thực trạng gián đoạn nguồn cung và mất việc làm do đại dịch đã khiến cho nhiều hộ gia đình không đủ khả năng chi trả nhu cầu tối thiểu hàng ngày. Theo thống kê, giá thực phẩm đã tăng lên ở mức cao nhất trong gần 6 năm qua vào tháng 11 năm 2020, buộc nhiều người phải tìm đến các thực phẩm không lành mạnh để sống qua ngày, dẫn tới các vấn đề sức khỏe. Báo cáo của Liên Hiệp Quốc cũng hối thúc các chính phủ chuyển đổi hệ thống lương thực để đảm bảo tất cả đều có chế độ ăn đầy đủ dinh dưỡng. Và cũng trong ngày 20 tháng 1, Bộ trưởng Thương mại Anh Liz Truss cho biết nước này sẽ sớm nộp đơn xin gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là CPTPP. Bộ trưởng Thương mại Anh đánh giá CPTPP là một trong những khu vực thương mại năng động nhất thế giới, và Anh sẽ sớm đưa ra đề nghị chính thức gia nhập khu vực thương mại tự do này.
Ngoài Anh, gần đây Trung Quốc và Hàn Quốc cũng đã bày tỏ quan tâm tới việc gia nhập CPTPP. Nhật Bản, quốc gia vừa tiếp quản chức chủ tịch luân phiên của CPTPP từ Mexico trong năm nay, dự kiến sẽ dẫn dắt các cuộc đàm phán để mở rộng số thành viên của nhóm. Các quan chức Nhật Bản vẫn đang quan sát chặt chẽ việc liệu Mỹ có quay trở lại hiệp định này dưới thời chính quyền mới của Tổng thống đắc cử Joe Biden hay không. CPTPP gồm 11 nước thành viên là Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam. Hiệp định này được các nước ký kết vào tháng 12 năm 2018 sau khi Mỹ rút khỏi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Vừa rồi là bản tin tài chính thị trường của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.